được đánh giá là tốt nhất trên thế giới hiện nay. Và trong chương trình Từ Nông Thôn Nhìn Ra Thế Giới tuần này, chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao sâm lại được cho là mỏ vàng đang được nông dân khắp thế giới khai thác. Khách mời trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Tập tới từ Viện Dược liệu, người đã có rất là nhiều nghiên cứu, sẽ chia sẻ cho chúng ta những kiến thức thú vị và bổ ích về nhân sâm, đặc biệt là sâm ngọc linh của nước ta. Nhưng mà để bắt đầu chương trình thì xin mời Phó Giáo sư cùng quý vị khán giả theo dõi một phóng sự ngắn của chúng tôi ngay sau đây. Nghiên cứu của Trung tâm Y tế Asan thuộc Đại học Ulsan, Hàn Quốc cho thấy một bệnh nhân người địa phương bị nhiễm HIV từ năm 1987 vẫn sống được 30 năm nhờ vào sự hỗ trợ của hồng sâm. Mỗi ngày, bệnh nhân này uống 12 viên nang nhân sâm đỏ chứa 500mg củ. Nghiên cứu này đã thu hút được sự quan tâm bởi tuổi thọ trung bình của người nhiễm HIV là 11 năm. Trong khi đó, một căn bệnh phổ biến và cũng nguy hiểm khác ảnh hưởng đến người dân trên toàn thế giới, đó là viêm phổi, cũng có thể ngăn ngừa nhờ hồng sâm. Các nhà khoa học Hàn Quốc đã tiến hành nghiên cứu trên hai nhóm chuột thí nghiệm gồm 10 và 20 con. Trong đó một nhóm chuột được cho ăn chiết xuất nhân sâm liều lượng nhỏ, còn một nhóm dùng dung dịch muối. Sau 15 ngày, tất cả hai nhóm chuột này đều được tiêm vi khuẩn gây bệnh viêm phổi. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hơn một nửa số chuột không ăn nhân sâm chết trong vòng vài ngày do bệnh viêm phổi, trong khi nhóm chuột ăn nhân sâm đỏ có kết quả khả quan hơn. Mặc dù bệnh viêm phổi không thể được ngăn chặn một cách hoàn toàn, vì có tới hơn 95 nguyên nhân do vi khuẩn khác nhau, tuy nhiên, nghiên cứu này đã đưa các nhà khoa học tiến thêm một bước gần hơn tới việc tìm ra cách chữa trị sớm bệnh sử dụng hồng sâm. Có 4 loại sâm quý được thế giới đánh giá cao là hồng sâm Hàn Quốc, sâm cao ly Triều Tiên, sâm ngọc linh Việt Nam và sâm Mỹ. Theo kết quả nghiên cứu của Bộ Y tế Việt Nam, sâm ngọc linh có giá trị rất cao, thân và rễ của sâm ngọc linh có tới 52 saponin, một thành phần quan trọng chứa nhiều dưỡng chất. Trong khi đó, sâm Triều Tiên, sâm Mỹ, sâm Nhật Bản chỉ có 26 saponin. Loại sâm quý này được phát hiện nguồn gốc ở phía tây núi Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. Cũng theo các nhà khoa học nghiên cứu, loại sâm quý này có tác dụng chống stress, phòng chống ung thư và bảo vệ tế bào gan. Bệnh nhân khi sử dụng sâm ngọc linh có thể ngủ ngon, tăng cường thị lực và gia tăng sức đề kháng. Xin được chia sẻ với quý vị khán giả là Phó Giáo sư Nguyễn Văn Tập đã có rất là nhiều năm nghiên cứu về các loại sâm và ông cũng đồng thời là tác giả của cuốn sách Cẩm nang những cây thuốc cần bảo vệ của Việt Nam. Đây cũng có thể nói là một tài liệu rất là quý để những người dân có thể tìm hiểu về sâm, muốn tìm đọc đúng không ạ? Vậy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết là sâm thực ra là có những cái tác động hiệu quả như thế nào đến sức khỏe con người ạ? Là trong hầu hết các cái cây sâm là nhân sâm, rồi tây dương sâm, rồi thì kể cả cây sâm ngọc linh mình nữa, rồi ngoài ra còn có các loại sâm khác, thí dụ như là sâm Vũ Diệp và Tam Thất Hoang, hai cây này cũng có ở Việt Nam, nó mọc ở các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam, thì đặc biệt ở khu vực Hoàng Liên Sơn. Thì trong các loại sâm mà tôi vừa nói như vậy, nó có một cái nhóm hoạt chất chính, đó là các cái saponin. Mà các cái saponin này thì hiện nay người ta đã, trong các loại sâm người ta đã có thể là xác định được, đặt tên của nó được, là hơn 100 cái saponin khác nhau. Mà hầu hết các cái saponin này nó có các cái tác dụng rất là đặc hiệu trong việc là phục hồi sức khỏe, mà tăng cường cái thể lực, rồi có thể là cải thiện cái trí nhớ, rồi thì là tăng cái sức bền của cơ thể. Cách đây hơn 3.000 năm rồi, trong cái tập sách nó gọi là Thần Nông Bản Thảo của Trung Quốc, người ta đã đề cập là người Trung Quốc đã biết sử dụng sâm từ cách đây khoảng 3.000 năm. Thế và từ một cái cây nó mọc tự nhiên, người ta đã đưa ra người ta trồng ở rất nhiều các quốc gia khác nhau. Thế và nó từ những cái, và cái sâm, nhân sâm này, nó là cái vị thuốc mà không những nổi tiếng ở các nước khu vực châu Á, mà nó còn bắt đầu lan ra các cái nước châu Âu nữa. Có những công trình nghiên cứu một cách khoa học và cụ thể như nào về loài sâm này của Việt Nam ạ? Thì hiện nay là trên thế giới người ta phát hiện ra là có khoảng 10 đến 11 loài và một số cái dưới loài. Tất cả những cái cây này, những 10 hoặc 11 loài này đều có cái giá trị sử dụng tốt. Đặc biệt là nhân sâm, rồi thì là sâm Mỹ hoặc là sâm ngọc linh của mình. Vâng, qua những thông tin hết sức là quý giá mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Tập đã cung cấp thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm tới quý vị khán giả về giá trị đắt đỏ của sâm ngọc linh. Gần 20 năm trở lại đây, những vùng có cây sâm ngọc linh mọc hoang dại tại Kon Tum và Quảng Nam đã bị khai thác cạn kiệt, kéo theo hàng ngàn hecta rừng nguyên sinh bị tàn phá. Sâm ngọc linh đứng trước nguy cơ tuyệt chủng và nhiều người đã phải bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc vì đi săn lùng loại sâm này. Trước thực trạng đó, nhà nước đã xếp sâm ngọc linh vào loại dược liệu quý cần bảo vệ khẩn cấp.
những nhà khoa học trong nước nhiều năm nay đã dày công nghiên cứu và xây dựng vùng nguyên liệu sâm Ngọc Linh tại Kon Tum và Quảng Nam. Và ngay sau đây thì xin mời chuyên gia cùng quý vị khán giả theo dõi một phóng sự ngắn của chúng tôi. Sâm Ngọc Linh được người dân tộc Xê Đăng sử dụng làm loại thuốc quý từ bao đời nay. Khi nhà nước có chính sách khuyến khích người dân nơi đây trồng sâm Ngọc Linh thay vì khai thác tự nhiên trong rừng, ông Hồ Văn Du, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My là người tiên phong trồng loại sâm này. Người dân gọi ông là vua sâm, sở hữu tổng 5 hectare sâm, tổng sản lượng chừng 5-6 tấn sâm. Hồi xưa bà con ở Trà Linh rất là nghèo khó, bữa nay nhờ cây sâm Ngọc Linh này, bữa nay rất khá giả. Nhằm nâng cao thương hiệu sâm Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức các hội chợ xúc tiến thương mại, quảng bá về sâm Ngọc Linh. Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã đầu tư 3.100 tỷ đồng, xây dựng và quy hoạch gần 19.000 hectare rừng cho 7 xã vùng cao huyện Nam Trà My thành vùng trồng sâm nguyên liệu. Tỉnh Quảng Nam đã cấp cho 6 doanh nghiệp triển khai trồng sâm dưới tán rừng với diện tích là 1.200 hectare. Hiện nay người dân trồng 1 hectare sâm Ngọc Linh sau 5 năm khả năng thu 70-75 tỷ. Đó là mới bán lá và củ thôi. Chủ trương của tỉnh Quảng Nam hiện nay hỗ trợ phát triển chuỗi dược liệu và đứng đầu là cây sâm Ngọc Linh. Và khuyến khích những doanh nghiệp vào đầu tư trồng sâm và dược liệu. Tỉnh Quảng Nam đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng vùng nguyên liệu trồng sâm, tạo chuỗi giá trị liên kết giữa người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh này cũng đã đặt hàng các chuyên gia nhân giống để cấp phát cho người dân địa phương. Mới đây, Bộ Khoa học Công nghệ đã bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với cây sâm Ngọc Linh tại hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum, đăng ký bảo hộ nguồn gen trong Ngân hàng Gen Quốc tế. Tỉnh Quảng Nam cũng đã hợp tác chặt chẽ với tỉnh Gyeongsang Nam của Hàn Quốc để nâng cao giá trị cây sâm. Với những giải pháp đó, cây sâm Ngọc Linh sẽ là cây làm giàu cho người dân tộc Xê Đăng sống dưới chân núi Ngọc Linh. Trước những năm 80 thì sâm Ngọc Linh chỉ là loại thuốc quý của người Xê Đăng, nhưng sau những công bố của các nhà khoa học thì đã diễn ra tình trạng là khai thác sâm Ngọc Linh một cách quá mức, và hiện nay chúng ta thấy rằng là vẫn còn tình trạng săn lùng sâm. Vậy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ có thể giải thích vì sao mà người ta lại có thể đánh đổi cả tính mạng của mình để tìm ra loại thuốc này ạ? Đúng ra là nó xuất hiện vào khoảng độ 30 năm nay rồi. Bởi vì cái lý do là như thế này. Thứ nhất là nếu mà xét về giá trị nguồn gen thì cái cây sâm Ngọc Linh này nó là cái cây mà chỉ có Việt Nam có. Đấy. Mà nó chỉ phân bố là về cơ bản là đầu tiên mới thấy nó ở vùng núi Ngọc Linh thuộc hai tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Nam. Sau này chúng tôi có thể phát hiện thêm một vài điểm nữa ở xung quanh đó. Thế nhưng mà cái chính của nó vẫn chủ yếu là ở Ngọc Linh. Và vì cộng với cái lý do là người ta nghiên cứu về thành phần hóa học, thành tác dụng dược lý và công bố lên, nghĩa là nó có một số chất ở cây sâm Ngọc Linh mình có mà sâm khác không có. Thế nhưng biết trong đó thì nó lại thiếu một vài chất mà mình không có mà ở các cái loài sâm khác có. Thế nên không thể nói là nó tốt hơn hay là nó không tốt hơn. Thế nhưng mà vì là cái sự hiểu lầm, tôi cho là hiểu lầm một cách nó không đầy đủ đấy. Thế nên đã tuyên truyền cái cây sâm Ngọc Linh ở cái góc độ, nghĩa là nó hơi thần thánh hóa lên. Và chính vậy nó thôi thúc người ta đi lấy. Và khi thôi thúc đi lấy thì người ta bán được tiền nhiều. Thế và chính vì vậy nên toàn bộ cái vùng núi Ngọc Linh, theo như kết quả cái sâm Ngọc Linh cho đến bây giờ, nó gần như tôi dùng cái từ gọi là tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Mà trong cái đó thì theo cái đánh giá về trữ lượng của cái trung tâm sâm của ông Nguyễn Thế Nhâm ngày xưa, cuối những năm 80 bắt đầu thập kỷ 90, thì nó có hàng tấn sâm, hàng tấn sâm mọc từ cái rễ sâm ở đây, cái củ sâm. Thế nhưng bây giờ là không còn cây nào, gần như không còn cây nào trong tự nhiên, không tìm thấy. Cũng may là chúng ta cũng còn sâm Ngọc Linh đưa vào trồng trọt ở dưới tán rừng ở hai cái xã mà thuộc của tỉnh Quảng Nam và xã Trà Linh. Và bây giờ mở rộng thêm Trà Cang, Trà Nam của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Và bên Kon Tum là ở xã Đắk Lây, xã Mang Ri, xã Tê Sang. Thậm chí mở rộng sang cả của huyện Tumarong. Hiện nay đã có những cái xã ở huyện Đắk Lây cũng trồng và ở huyện Con Plong cũng trồng cái cây sâm Ngọc Linh này. Thế nghĩa là chúng ta hiện nay về cơ bản chỉ còn cây sâm Ngọc Linh ở trong cái trạng thái trồng trọt. Nhưng mà trồng trọt chế tán rừng nó ở cái dạng nó gọi là bán tự nhiên. Vâng, khi mà trồng theo hình thức là bán tự nhiên như vậy thì chất lượng của sâm Ngọc Linh ra sao ạ?
Có một số chuyên gia đã so sánh rằng là sâm Ngọc Linh của Việt Nam chất lượng không hề thua kém sâm của Hàn Quốc và Triều Tiên. Thì chuyên gia có đồng ý với nhận định này hay không ạ? Người ta trồng với điều kiện ta bán tự nhiên từ 1 năm tuổi cho đến hơn 10 năm tuổi. Thì khi người ta đem đi nghiên cứu, kể cả đem ra nước ngoài nghiên cứu, thì người ta thấy cái chất lượng của nó so với những cái mẫu nghiên cứu ngày xưa người ta lấy trong tự nhiên nó cũng không chênh lệch nhau nhiều, mà nó có tính tương đồng khá cao. Thế còn bây giờ đánh giá sâm Ngọc Linh so sánh với sâm nhân sâm hay là gọi là sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc thì cái này rất khó để có thể nói được điều đó. Người ta quan tâm đến sâm Ngọc Linh là bởi vì là trong cái nhóm Saponin Damaran ấy, thì trong 52 cái Saponin này thì nó có tới 50 cái Saponin nó nằm trong cái nhóm Damaran. Mà cái nhóm Damaran nó quyết định cái tác dụng về tăng lực, về tốt với sức khỏe. Thế nhưng mà tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là sâm của ta tốt hơn sâm của Hàn Quốc. Được, không thể so sánh như thế được. Vâng, ở Việt Nam thì hiện nay sâm Ngọc Linh mới đang trên con đường xây dựng thương hiệu đúng không ạ? Và bảo tồn gen. Còn tại Bắc Mỹ thì nhân sâm là cây trồng bản địa và Canada trở thành trung tâm xuất khẩu nhân sâm trên thế giới. Và nhân sâm của Canada đã có mặt tại thị trường châu Á. Cho đến cuối những năm 1800, nhân sâm bắt đầu được trồng nhân tạo ở Ontario, Canada với số lượng nhỏ. Phải đến thập niên 1980, khi chính phủ Canada có những động thái kiềm chế ngành thuốc lá, qua đó buộc các nông dân phải tìm một loại cây trồng thay thế nhưng vẫn đem lại giá trị cao. Trong số các loại cây, nhân sâm là ứng cử viên sáng giá nhất khi chúng được coi là một loại mặt hàng khan hiếm với nhu cầu cao, đặc biệt là tại châu Á. Kể từ đó, ngành trồng và sản xuất nhân sâm tại Canada bắt đầu bùng nổ. Ông Remy Van der Sleet bắt đầu trồng nhân sâm từ năm 1993. Nhân sâm là một trong những loại cây khó trồng nhất. Như các bạn nhìn thấy, những gì được xây dựng ở đây đấy. Nhân sâm phải trồng ở nơi đất thoát nước tốt. Vì thế mà ở đây chúng tôi có đất cát. Phải trồng từ 3 đến 5 năm, tùy thuộc vào khi nào muốn thu hoạch. Cần phải giám sát rất nhiều. Phải giữ cho cây sạch sẽ. Hạt Norfolk, tỉnh Ontario, Canada là nơi sản xuất phần lớn nhân sâm tại khu vực Bắc Mỹ. Hơn 2.000 tấn nhân sâm được xuất khẩu sang Trung Quốc và Singapore. Nhân sâm tại tỉnh Ontario nổi tiếng với chất lượng hàng đầu thế giới. Hiện Canada được thế giới biết tới là nước sản xuất và xuất khẩu nhân sâm lớn nhất khu vực Bắc Mỹ. Trong năm 2016, số diện tích đất trồng nhân sâm tại tỉnh Ontario đạt mức kỷ lục 3.350 ha, cao gấp đôi so với diện tích năm 2001. Hàng năm, ngành sản xuất nhân sâm tại tỉnh Ontario đóng góp khoảng 472 triệu đô la Mỹ cho nền kinh tế Canada. Và nước này hiện xuất khẩu hàng nghìn tấn nhân sâm tới châu Á mỗi năm. Hiện khoảng 75% nhân sâm Bắc Mỹ nhập khẩu vào Hồng Kông là đến từ Canada. Nhân sâm được trồng tại Ontario này là tốt nhất thế giới, bởi vì chúng tôi xuất khẩu tất cả nhân sâm. Chúng tôi có khách hàng từ Trung Quốc, Singapore muốn mua nhân sâm này. Sự gia tăng mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu tại Trung Quốc đã thúc đẩy nhu cầu khiến giá nhân sâm tăng mạnh trong những năm vừa qua. Trong 15 năm qua, giá nhân sâm nhập khẩu từ Bắc Mỹ liên tục tăng từ 30 đô la Mỹ 1 kg trong năm 1998 lên mức 75 đô la Mỹ 1 kg vào năm 2013. Tuy nhiên, đây là loại nhân sâm trồng. Đối với nhân sâm giải Bắc Mỹ, giá dao động từ 350 đến 2.000 đô la Mỹ 1 kg. Vâng, khi mà nhìn ra thế giới, nhìn tới Canada thì họ đã rất là thành công trong việc xây dựng thương hiệu sâm. Và sâm của Canada thì hiện nay đã xuất hiện tại thị trường châu Á rồi. Ông có đánh giá như thế nào về cái cách thức xây dựng thương hiệu sâm của quốc gia này ạ? Quốc gia này họ làm một cách có bài bản. Thứ nhất là từ một cái cây nó mọc tự nhiên, trồng nó cũng như cây sâm Ngọc Linh mình trên núi Ngọc Linh. Họ đã thuần hóa, họ đưa ra trồng trọt. Và họ trồng trọt trên một diện tích lớn. Cái thứ hai nữa là trồng trọt, họ tạo ra một cái sản phẩm trồng trọt có chất lượng không thua kém gì cái cây mọc tự nhiên. Cái thứ ba nữa là cái sau khi họ có được sản phẩm đó rồi thì họ đã làm cái công tác nó gọi là tiếp thị rất tốt. Thế nên thành thử tôi nghĩ là đây là cái cách mà chúng ta cần phải học tập. Vâng, về gần với Việt Nam một chút thì chúng ta đến với Hàn Quốc. Vâng. Quốc gia này thì có một cái con số thống kê là năm 2015
nhân sâm đã mang về cho Hàn Quốc 1 tỷ đô la Mỹ. Và vậy thì câu chuyện xây dựng thương hiệu nhân sâm tại Hàn Quốc rất thành công, theo ông vì sao mà họ làm được ạ? Và từ đây thì Việt Nam có thể có những cái bài học nào rút ra và tiếp thu ạ? Theo tôi hiểu, cái cây nhân sâm mà trồng ở Hàn Quốc, từ gốc gác nó lại từ là phía bắc bán đảo Triều Tiên. Thế nhưng nó được trồng trên bán đảo Triều Tiên từ bao nhiêu đời nay rồi mình cũng không biết nữa. Thế nhưng mà người Hàn Quốc thì họ làm rất tốt cái việc này. Từ việc tổ chức sản xuất, từ việc quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp, rồi thì tiến hành đánh giá về cái chất lượng sản phẩm và tiếp thị cái sản phẩm. Vâng, tiếp tục câu chuyện về sâm Ngọc Linh của Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị đầu tư phát triển sâm Ngọc Linh, Kon Tum và các vùng dược liệu khác. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì và phát biểu chỉ đạo đánh giá sâm Ngọc Linh là quốc bảo. Giá trị kinh tế mà sâm Ngọc Linh đem tới cho người dân địa phương là không hề nhỏ. Tuy nhiên, tiềm năng trồng và đầu tư vào sâm Ngọc Linh vẫn còn bỏ ngỏ và cần sự chung tay giúp sức của nhà nước và các nhà khoa học để sâm Ngọc Linh có thể xuất khẩu ra thế giới, cạnh tranh với các quốc gia đang được mệnh danh là vương quốc sâm như là Hàn Quốc, Trung Quốc, Triều Tiên. Hiện nay, sâm Ngọc Linh đang được bán tràn lan trên thị trường. Chỉ cần lên trang mạng xã hội tìm kiếm Google, đánh từ khóa mua sâm Ngọc Linh, sẽ có rất nhiều website bán sâm Ngọc Linh. Nhưng không có bất kỳ một căn cứ nào biết được liệu có phải là sâm Ngọc Linh chuẩn 100% hay không. Ma trận sâm Ngọc Linh đang khiến cho người tiêu dùng hoang mang. Chính vì thế, để xây dựng thương hiệu sâm Ngọc Linh, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị đầu tư phát triển sâm Ngọc Linh Kon Tum và các dược liệu khác. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu trong hội thảo và khẳng định sâm Ngọc Linh là quốc bảo. Với tiềm năng sản phẩm, thị trường và giá trị của sâm Ngọc Linh, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để phát triển một ngành công nghiệp trồng và chế biến sâm Ngọc Linh thực thụ của Việt Nam, mà nhất là hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. Mục tiêu không phải là một vài chục tỷ đồng sau mỗi phiên chợ, mà phải tiến tới mục tiêu tỷ đô la giá trị sản xuất và xuất khẩu trong những thập niên tới. Điều này tôi nghĩ hoàn toàn khả thi nếu nhìn vào dự báo thị trường nhân sâm quốc tế với mức tăng trưởng rất cao hiện nay. Tỉnh Kon Tum đã phê duyệt dự án đầu tư phát triển và chế biến dược liệu đến năm 2020 phải đạt 1.000 hectare trồng sâm Ngọc Linh. Năm 2030 nâng tổng diện tích lên 10.000 hectare sâm Ngọc Linh. Kon Tum phấn đấu trở thành vùng dược liệu trọng điểm của quốc gia trong thời gian tới, mở các hội chợ xúc tiến thương mại nhằm quảng bá chất lượng sâm Ngọc Linh, truy xuất nguồn gốc rõ ràng nhằm định hướng khách hàng không mua phải sâm Ngọc Linh giả. Và quan trọng nhất là phải có cái đầu ra, muốn có đầu ra phải có sản phẩm. Cho nên phải phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ để có những cái sản phẩm thật đặc thù, sản phẩm thực sự có chất lượng thì chúng ta mới bán được. Thủ tướng đề nghị tỉnh Kon Tum cần phát huy tốt tiềm năng thế mạnh về dược liệu để đưa ra các giải pháp cụ thể, hình thành vùng trồng, chế biến dược liệu tập trung của quốc gia, coi đây thực sự là một lĩnh vực mũi nhọn chiến lược cần đặc biệt ưu tiên phát triển. Vâng, sâm Ngọc Linh của Việt Nam thì đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá là quốc bảo và Thủ tướng có kỳ vọng sẽ xây dựng được vùng nguyên liệu bền vững phát triển sâm Ngọc Linh đem lại giá trị tỷ đô từ nay cho đến năm 2030. Vậy thì thưa Phó Giáo sư, Tiến sĩ, những nhà khoa học nghiên cứu về sâm sẽ có nhiệm vụ như thế nào để cái mục tiêu này đạt được ạ? Thì tôi thấy để đạt được cái yêu cầu như là chính phủ đề ra thì đối với các nhà khoa học còn nhiều việc phải làm. Thứ nhất là tôi thấy là cái kỹ thuật gieo hạt hiện nay là chưa đạt yêu cầu. Hiện nay người ta vẫn gieo hạt theo kiểu thủ công, và muốn trở thành một cái vùng sản xuất sâm hiện đại và nó có tích công nghiệp thì không thể gieo hạt theo bằng cái chọc lỗ mà thả mẻ, và không đãi cái vỏ quả chín đi là cũng không đúng. Cái thứ hai nữa là trên thế giới toàn bộ các nước mà có trồng sâm hoặc tam thất thì người ta không trồng dưới tán rừng, người ta không trồng kiểu bán tự nhiên dưới tán rừng, mà người ta trồng trên cánh đồng hoặc trồng trên, tất nhiên cái cánh đồng nó phải có điều kiện tự nhiên phù hợp với cái cây sâm, và người ta trồng trên cái ở trong cái vườn có mái tre, người ta điều tiết được cái độ tàn tre, cái ánh sáng của nó, và như thế thì người ta mới chủ động được về cái việc là
đáp ứng cái nhu cầu sinh lý của cái cây sâm về quang hợp. Thế còn ta bây trồng dưới tán rừng, điều đó không đúng. Vì thế giới người ta không ai người ta sản xuất sâm như cái kiểu này cả. Và như vậy thì nghĩa là chúng ta phải nghiên cứu để phát triển trồng sâm Ngọc Linh dưới cái dạng là vườn có mái che. Và do mình tác dụng trồng trọt mà cái khâu nghiên cứu để bảo vệ thực vật chưa ổn, nên hiện nay nó xuất hiện bệnh. Mà cái sâu bệnh đối với cái cây họ nhà sâm này này, tam thất nhân sâm, nó có những cái bệnh mà rất là bệnh virus, rất khó chữa, rất khó chữa. Đặc biệt là thí dụ như cây tam thất ở Trung Quốc đưa sang Việt Nam trồng, người ta phun thuốc rất kinh khủng. Tóm lại, để mà đáp ứng được với cái yêu cầu của chính phủ đề ra thì đối với nhà khoa học là còn nhiều trách nhiệm và còn nhiều cái việc mà phải quan tâm. Có rất là nhiều mặt hàng bị làm giả, làm nhái trên thị trường. Và nhân sâm của Việt Nam thì không phải là ngoại lệ. Vậy thì để người tiêu dùng không mua phải hàng giả, hàng nhái thì theo chuyên gia, các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sâm Ngọc Linh thì cần có những cái biện pháp như thế nào để có thể nhận diện được sản phẩm, giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn được đúng sản phẩm ạ? Thì hiện nay ở xung quanh núi Ngọc Linh cũng có nhiều doanh nghiệp người ta trồng sâm. Và tôi thiết nghĩ là từ người dân bình thường khi tham gia, người dân xe đăng ở hai bên tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Nam, cũng như các doanh nghiệp, họ rất am hiểu về cây sâm Ngọc Linh. Họ không bao giờ họ nhầm lẫn giữa cây tam thất và cây sâm Ngọc Linh, nhưng có thể nhầm lẫn cây sâm Ngọc Linh với cây sâm Lai Châu. Có thể bởi vì nó là cái thứ khác nhau nhưng cùng một loài, hoặc là có thể nhầm lẫn với cái sâm Lang Biang. Thế nhưng mà cái sự nhầm lẫn này nó không gây ra cái nguy hiểm lắm. Bởi vì nhưng nếu mà sâm Vũ Diệp và sâm Tam Thất Hoang mà bán với sâm Ngọc Linh thì cái đấy cũng là gây thiệt hại. Thế nhưng bây giờ cái cách để mà giúp cho doanh nghiệp thì tôi nghĩ là các doanh nghiệp họ cũng, một là họ cũng có những người mà họ am hiểu, thứ hai là họ chắc phải, tôi nghĩ phải kết hợp với các nhà khoa học để người ta chỉ ra những cái đặc điểm hết sức đơn giản. Đấy, tôi lấy ví dụ như cái quả sâm Ngọc Linh của mình, nó chín là nó có tới 6-7% trên cái quả chín nó có cái chấm đen. Thế sang đến sâm Lai Châu thì nó là cái variety khác, cái số lượng quả mà có chấm đen thì lại ít hơn. Còn ở Lam Giang thì tôi không rõ, nhưng trong đó thì sâm Vũ Diệp Tam Thất Hoàng không có cái đâu. Thế còn chưa muốn nói là khi thử, các nhà khoa học người ta thử hóa học, người ta biết ngay, làm những cái chạy sắc ký rất đơn giản, người ta có thể phát hiện được ngay là đây không phải sâm Ngọc Linh mà là một cái gì đó. Thế còn đối với những cái không đúng là trong cái dòng sâm thì lại càng dễ phát hiện. Và thưa quý vị, không chỉ sâm Ngọc Linh của Việt Nam cần được bảo tồn khẩn cấp mà nhân sâm tại Bắc Mỹ cũng đang rơi vào tình trạng đó. Loài cây này đang bị đe dọa bởi nạn săn trộm và sự biến mất môi trường sống. Tại Mỹ, những người trồng rừng đang sử dụng một chương trình mới để phổ biến nhận thức về loại củ được nhiều người muốn có này. Đây là thời điểm thu hoạch nhân sâm tại vạt đất của ông Danny Cowell. Ông dành ra cả chục năm trời trong rừng để chăm sóc cho loại cây mà củ của nó rất được ưa chuộng tại châu Á. Tôi yêu công việc này. Cụ cố của tôi đã làm việc này và tôi duy trì truyền thống đó. Tôi ưu tiên cho chất lượng. Các chuyên gia cho rằng những người trồng rừng như ông Cowell sẽ giúp bảo tồn nhân sâm dại Bắc Mỹ vốn đang bị khai thác quá mức và bị đe dọa bởi nạn săn trộm và mất đi môi trường sống. Chúng tôi muốn ngày càng nhiều người thấy thoải mái khi trồng nhân sâm, thấy có tương lai khi canh tác. Các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Pennsylvania, Mỹ đang giúp những người trồng tham gia vào chương trình với xác nhận nhân sâm trồng trong rừng. Tại Mỹ, đa số nhân sâm trồng được canh tác tại bang Wisconsin. Nếu càng thu hút nhiều người tham gia trồng nhân sâm trên đất rừng, thì chúng ta không những bảo tồn được loài cây này, mà còn mang đến cho người dân cơ hội thu nhập cao hơn so với gỗ. Phần lớn nhân sâm được trồng tại Mỹ được xuất khẩu sang Trung Quốc với mức giá từ hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn đô la Mỹ một pào. Tuy nhiên, ông Randy Zenzi cho biết, trồng nhân sâm không đơn giản bằng cách gieo hạt. Gần như nông dân phải đợi ít nhất 10 năm mới được thu hoạch. Nếu bạn muốn nhanh hơn, thì đừng có trồng cây này. Bởi vì trong cuộc chơi này, không có cách kiếm tiền nhanh hơn được đâu. Những kẻ săn trộm cũng là một trong những mối lo ngại của ông Danny Cowell. Ăn trộm là vấn đề đối với bất cứ người trồng trọt nào, dù ở đâu đi nữa. Mọi người thấy đấy, nếu không ở đó thì không thể trông nom được.
Những cây nhân sâm nào ông Cowell không thu hoạch sẽ được tỉa lá, giấu mình khỏi kẻ trộm để mọc tiếp vào năm sau. Chương trình ghi nhãn mới có thể làm gia tăng nhu cầu tại Mỹ. Qua đó, người tiêu dùng sẽ trả giá cao hơn cho nhân sâm được trồng trong rừng. Vâng, trong phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng nhận thấy rằng ở Bắc Mỹ, việc bảo vệ khẩn cấp cây nhân sâm dại là hết sức nghiêm túc. Tại Việt Nam thì các nhà khoa học đã bảo tồn giống sâm Ngọc Linh như thế nào thưa ông? Sâm Ngọc Linh thì đã được đưa ra cái kế hoạch để bảo tồn nó từ lâu rồi. Vâng. Cho đến nay thì tôi cũng không nhớ là nó có bao nhiêu chương trình và đề án cấp nhà nước, với cấp hai cái tỉnh, nghĩa là thuộc cái tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum, tất nhiên là đều ngân sách nhà nước cả. Nghĩa là đề tài cấp tỉnh và cấp nhà nước về bảo tồn. Tuy nhiên, theo tôi hiểu, về cơ bản về cái bảo tồn, nó gọi là bảo tồn tại chỗ, nghĩa là bảo tồn những cái cá thể sâm mà nó mọc tự nhiên, nguyên trạng trong cái hệ sinh thái tự nhiên của nó, thì gần như là không có kết quả. Bởi vì đi lấy hết rồi, bị mất hết. Thế nên thành thử ra là về cái bảo tồn đó, đối với các nước Canada, Mỹ và kể cả Bắc Triều Tiên, họ bảo tồn cái nhân sâm ở trong rừng, chúng ta không làm được như vậy. Và cái này là cái điều mà chúng ta phải rút kinh nghiệm. Và tôi nghĩ đến một lúc nào đó thì cần có khi phải thả lại những cái cây sâm này vào trong rừng và để cho nó sống tự nhiên trong nó. Chứ còn bây giờ không có cái cây sâm, mà đây mới chính là cái nguồn gen tự nhiên. Còn khi cây sâm đó lấy ra để trồng trọt, mặc dù là trồng dưới tán rừng hay là mai kia trồng trên cánh đồng, sau khi trồng vài chục năm, tất nhiên cái bộ máy di truyền của nó phải thay đổi. Nó không còn như cái origin của nó nữa. Bởi vậy, cái công tác bảo tồn của sâm Ngọc Linh hiện nay chúng ta vẫn đang là một bài học, một câu hỏi mà yêu cầu các nhà quản lý cần phải quan tâm, và đặc biệt các nhà khoa học. Mà theo tôi hiểu là cần phải thả lại một số cá thể và những vùng sâm mà chúng ta canh phòng một cách hết sức cẩn mật để cho nó sinh trưởng phát triển một cách tự nhiên như trước năm 1973. Vâng, một trong những chính sách được đưa ra đó là giao đất, giao rừng lại cho người dân địa phương để góp phần bảo tồn sâm Ngọc Linh. Nhưng mà chắc hẳn là nhà nước cần phải có những chính sách hỗ trợ cho người dân địa phương để đảm bảo rằng là không vì lợi nhuận mà người dân phá vỡ quy hoạch, ảnh hưởng đến môi trường sống, đúng không ạ? Vâng, là cái cách trồng sâm dưới tán rừng là không phải là cái cách trồng sâm phù hợp, không phải là cái cách trồng sâm của thế giới, mà cũng không phải là cái cách để chúng ta sản xuất hàng hóa lớn. Đây nó chỉ là giải pháp, nó gọi là tạm thời. Nó về lâu về dài là chúng ta không làm theo điều này, mà cũng chỉ trồng một ít nào đó dưới cái dạng tạo bán tự nhiên thôi. Chứ còn lại là muốn xây dựng thương hiệu sâm, muốn xây dựng vùng trồng sâm, muốn có cái này cái khác, phải sản xuất trồng sâm theo kiểu sản xuất hàng hóa, không thể nào trồng theo kiểu giao rừng cho người dân được, bởi vì sẽ phá toàn bộ cái tầng lâm hạ, chỉ giữ lại có một số cái cây gỗ ở trên để nó có được một cái độ tàn tre khoảng 70-80%, còn lại toàn bộ những cây gỗ nhỏ cỡ khoảng 10-15 mét trở xuống. Toàn bộ những cây bụi, cây thảo, cây cỏ quyết, cây rêu và những cây cỏ dưới đều bị làm phá trụ để chúng ta trồng cây sâm. Vô hình chung chúng ta đã làm mất đi toàn bộ cái lớp thảm thực vật ở trên, chỉ còn lại có một cái lớp phủ duy nhất, đó là cái tầng lập tán của cây gỗ bên trên. Điều đó trên thế giới không ai làm. Thế nên thành thử ra là cái chính sách giao đất giao rừng để mà trồng sâm, tôi nghĩ là các nhà quản lý phải xem lại. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Tập. Và có một tin vui chắc hẳn là Phó Giáo sư Tiến sĩ cũng đã biết rồi và cũng xin được thông báo cho quý vị khán giả, đó là hiện nay sâm Ngọc Linh đã được nhà nước cấp chỉ dẫn địa lý bổ sung vào danh mục sản phẩm quốc gia. Hai vùng nguyên liệu trồng sâm Ngọc Linh là Kon Tum và Quảng Nam đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi để xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị loại sâm quý, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người. Tuy nhiên, việc xây dựng vùng sâm nguyên liệu cần có những quy hoạch cụ thể để đảm bảo nghiêm ngặt việc duy trì, bảo vệ môi trường rừng, đảm bảo nguyên liệu tinh chất trong nhân sâm được an toàn theo tiêu chuẩn Bộ Y tế đề ra. Và hy vọng rằng quốc bảo sâm Ngọc Linh của Việt Nam sẽ rộng đường xuất khẩu sang thị trường quốc tế, nâng cao tên tuổi của Việt Nam trên bản đồ sâm thế giới. Thời lượng của chương trình tới đây cũng kết thúc. Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Tập ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.